Sản phẩm Hoàng Thấp Linh ấy một cái thảo dược kết hợp với lại tiền hormone pregnenolone. Thế thì cái sản phẩm này ấy, thì có thể dùng điều trị tất cả các cái bệnh viêm khớp, trong đó có viêm khớp dạng thấp. Thế thì ưu điểm của nó tức là vì nó là sản phẩm thảo dược thiên nhiên cho nên là nó rất ít gây tác dụng phụ và không có cái kháng thuốc. Nó khác với lại thuốc của y học hiện đại là nó có những cái vị thuốc mà nó gây kháng thuốc, chẳng hạn như là dùng những cái chống viêm giảm đau nông steroid nó có thể gây xuất huyết tiêu hóa hay là những cái biến chứng khác. Nhưng mà Hoàng Thấp Linh thì nó không có cái biến chứng đó, nó không gây kháng thuốc và cũng không gây cái ảnh hưởng đến chức năng gan thận và cái cơ quan tạo máu, thì đấy là một cái ưu điểm nổi bật. Ngoài ra thì theo cái nghiên cứu đánh giá thì Hoàng Thấp Linh nó cũng tác dụng vào ba khâu, mà theo cơ chế bệnh sinh nó là cơ chế tự miễn thì nó cũng tác động vào cái cơ chế tự miễn, nó làm tăng cái hệ miễn dịch lên. Cái thứ hai là nó làm giảm cái sản xuất kháng thể tự sinh, và cái thứ ba là nó phục hồi cái vận động của khớp và giảm các cái triệu chứng sưng nóng đỏ đau của khớp. Thì ta thấy là nó có một cái ưu điểm vượt trội.